Và bây giờ thì chúng ta một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật lớn tóc cho buổi sáng hôm nay của chúng ta đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Vâng ạ, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Chúng ta sẽ đến đây. Bây giờ tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Kỳ. Và sau đó tôi xin mời đại diện ban tổ chức sẽ mời quý vị chúng ta hãy cùng nâng ly. Và trong thời gian tới sẽ bán được thật nhiều căn hộ đến tận tay khách hàng. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị ạ. Chúng ta hãy cùng nhau chia tay một ly rượu nhé. Vâng, quý vị sẵn sàng chưa? Kính thưa toàn thể quý vị và tới tham dự với chương trình của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, tổng giám đốc công ty Hateco, đại diện chủ đầu tư công ty cổ phần Hateco Hà Nội sẽ lên chia sẻ những chặng đường phát triển của dự án Hateco Hoàng Mai. Xin được trân trọng kính mời ông. Hateco Hoàng Mai được khởi công từ ngày 31 tháng 1 năm 2015. Cho đến nay, sau đúng một năm triển khai dự án, chúng tôi đã chính thức cất nóc dự án với khối lượng công việc như sau: hoàn thành toàn bộ công việc phần ngầm vào tháng 6 năm 2015 với khoảng 5.000 m2 xây dựng, hoàn thành toàn bộ phần kết cấu bê tông vào ngày 30 tháng 1 năm 2016 với khoảng 86.000 m2 xây dựng, hoàn thành 50% công tác xây tường, hoàn thành 30% công tác cơ điện và hoàn thành 30% công tác chất ngoài. Chủ đầu tư Hateco sẽ bàn giao nhà cho quý vị trong quý 4 năm 2016 theo đúng hợp cam kết trong hợp đồng mua bán đã ký. Thay mặt chủ đầu tư công ty cổ phần Hateco, tôi xin cam kết dự án Hateco Hoàng Mai sẽ về đích đúng cam kết bằng chất lượng tốt nhất và sự phục vụ chu đáo nhất. Và đồng hành cùng Hateco không thể không kể đến đơn vị phân phối độc quyền là Đất Xanh miền Bắc đã đi cùng dự án tính ngày đầu tiên ra mắt thị trường. Và sau đây tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Hồ Thu Mai, đại diện của Đất Xanh miền Bắc sẽ lên phát biểu đôi lời. Xin được trân trọng kính mời bà. Đất Xanh miền Bắc đã vào dự án để triển khai cái công tác bán hàng từ giữa năm 2015 tới khoảng tháng 6, và đến bây giờ thì 7 tháng Đất Xanh miền Bắc song hành với chủ đầu tư. Và mỗi ngày chúng tôi bán hàng, mỗi lần chúng tôi tổ chức event, tôi lại có cái thấy cái sự thay đổi, tốc độ xây dựng rất là nhanh của dự án. Và tôi nghĩ rằng ở Hà Nội không có nhiều dự án có được một cái vị trí nó đắc địa và nó đẹp, thân thiện với môi trường như thế này. Và thực sự tôi cũng rất chân thành cảm ơn nhà thầu thi công đã giữ gìn và đã đảm bảo được cái công trình thi công, không chỉ đảm bảo về tiến độ xây dựng mà đảm bảo về mặt mỹ thuật, để chúng tôi những người bán hàng luôn cảm thấy tự tin, luôn cảm thấy tự hào khi giới thiệu với quý vị khách hàng đây là dự án Hateco cho chúng em xây dựng. Dự án được xây dựng sạch đẹp và chất lượng thi công đảm bảo. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn đại diện của chủ đầu tư, các đơn vị thi công đã dành cho Đất Xanh cái cơ hội để phân phối và đồng hành cùng dự án. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự kiện đầy ý nghĩa này. Vâng, thưa quý vị, và với tiến độ xây dựng vượt trội, dự án Hateco Hoàng Mai đã được cất nóc sớm hơn thời gian dự kiến cam kết là 2 tháng. Và đây cũng chính là cột mốc phát triển rất quan trọng của dự án và cũng chứng minh được sự quan tâm, sự đầu tư bài bản của chủ đầu tư Hateco Hà Nội, không chỉ cho dự án Hateco Hoàng Mai mà còn rất nhiều các dự án tiếp theo trong thời gian sắp tới. Và mong rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ và đồng hành với sản phẩm của chúng tôi.